nhập vào khoảng tháng 6 năm 2015. Và ngoài ngày 1 tháng 4 này, chúng tôi sẽ tiếp tục mở một máy chủ. Và tôi cam kết rằng trong quý 2 năm 2015 trở đi, chúng tôi sẽ tập trung toàn bộ vào phần cộng đồng và đẩy mạnh chứ mở giang hồ, đẩy mạnh người chơi ngày càng đông càng vui, và sẽ tạo cho các bạn sân chơi thật sự bổ ích. Và xin chúc các bạn một buổi sinh nhật thật ấm áp. Xin cảm ơn.